Hello everybody, welcome back to my short video lesson. Today I have an interesting lesson about have and have got. Bạn đã xuất hiện ở trong học này, thế này vừa chụp chúng mình trong bài sai chúng mình nói tiếp, đòi chúng mình nên liên have nên have got nhé, have got. Okay, còn mọi khách về giúp chúng tam đan chúng mình trong đôi tuần tới nhé. Xong complete chưa chơi subscribe nâng sẵn nhàng cẩn đấng đầm bày từ tụi bạn mê rin thông mấy chỉ trang tiết để khi nhóm nâng post chia bằng to bằng tổ. Ok, chẳng khả nít trong mình miên chia tùm rung ấy về những dùm lưu ủi tù hò dùm mò tè mà đoàn ná lỡ dương bạn chạy trên chìa phì cờ láo cứ cờ láo kháng khóe như miên ủi tù hò để trao cho mùi nâng hẹp hay kháng sẽ đám cho mùi nâng hẹp cọt ná hẹp cọt để chia I have two sisters. I have two sisters. Trong miền bóng ôn trai pi nè, dương pra have nè, dương pra have. Xong ra thầm ruộng viên nè, have dương pra ban tay cho mùi nâng bật thiên I, you, we, they thì nè. Hơi xong ra bật thiên he, she, it. Cứ dương pra cho mùi nâng hash nè, dương mùi bày tới hash. Đó cho mùi nâng have got. I have got two sisters. You mean got nè, have got. Okay. Mùi được bạn decide. They don't have any money. They don't have any money. Đôi khi chẳng đáy, thầm đạp dù bạn decide chừng bà đón để mà để smile mùi nâng do not nè, cũng đúng bình mà với cứ do not ta đón nè. Đón được do not nè, bà mùi thiên thì khăn không tùm rung bạn decide cứ bà thiên như này kìa. Then I, you, we, they. Nông dù bà đề sát dương bà đồn hơi bầu cho mùi nâng vợp tử. Hay để lấy cho mùi nâng he, she, it, brought it by I và cho nát. Khi dương bà doesn't mà nâng does not. Ok. Đó cho mùi nâng have got dương mình đặt đồn thế. Khi dương còn được time. Khi dương còn được time not nơi mình tỏ bị have thứ ba này. Cứ they haven't got any money. They haven't got any money. Chia tùm rung lấy haven't mà ở nơi rung vậy mình biết cứ have not. Have not. Chứ mình dư mình đặt đòn thì đặt anh chế tùm rung chế. Ok, question form. Do you have a car, a new car? Do you have a new car? Ta nè mình làm mày mũi rế. Dương đặt dương tạo đú hay đừng đất nó không có vô sầm nú. Đu cho mùi bật thiên I, you, we, they. Đó cho mùi bật thiên he, she, it đạm hơn nơi khả mục bật thiên màu nó đạm nơi khả mục bật thiên mất hay đừng đọc nhà xu tới vì tới chìm vô sống nụ thời đời lai theo God với hình như mình ra đu được cái đời thế dương lược theo một khả mục đó bật thiên cứ have you got a new car, have you got a new car vậy đó cái cà pra pra vía cứ khóc nền chẳng nó khóc nền chẳng à tình ấy cứ vì việc đôi khi thế cứ việc đôi khi miền đây thà mà ở miền đây thà miền đôi khi còn tái tùm rung với khó khó khăn nè. Short answer thầm đạp short answer dừng ảnh lấy bàn nó thầm nụ bàn đấy ưu tờ họ được chỉ do you have an iPhone, do you have an iPhone và xong bà dương miền yes I do và xong bà dương mình miền thế cứ no I don't. No, I don't chẳng ai. Chúng mùi nâng have got. Have you got an iPhone? Have you got an iPhone? Cô dương lái thái yes I have. Nếu bà miễn hay bà sân bà mình miễn tế no I haven't. Chẳng thể nế cứ chia short answer xong làm dễ no question ná. Mini mình không ăn ra mà đó mini ở tầng này là viên thả have nâng have got nâng muốn không nghĩa chốc ăn tầm đây mạch đài đấy. Ok chẳng xong rạp ăn tầm này với cứ đối cái nghĩa này have and have got mean đó mean the same anita have and have got mean đây đối cái nghĩa còn là mạch còn thà have got nó cứ have got is more informal và là have got nó cứ chẳng ghi pra trên lệ cái nặng cái pleca tràn chiềng cái pleca mạch cái pleca nó cứ chẳng ghi lượng dâu màu đi dây không tại phía xa đi dây để nó về tại vì sai vậy thì đo ca rồi xây thì khách nào ấy chỉ lấy cá thì phải heo mình nhé heo mình để toàn đấy. Ok hãy sắm phố have you got the time nè thì sai vậy nó have you got the time ta nè miền màu ấy ai thầm màu màn hơi chứ á mình đi là ca y tế Have you got a time? What time is it? Contohnya, the UK has a population of 60 million. The UK has a population of 60 million. Chắc là phục ông lễ miền Bắc Triều Bồ Đào học sắp liền nè, học sắp liền nè. Này cứ chia xa lời cả, này cái là hash, là hẹp cò tê này là hash. Thì ở lỡ cứ informal, cái đó cứ có formal. Okay. Mùi tiết have and have got express possession. Have nâng have got cứ tầng phi nó rất là bằng hai phi cám, cám một sợi tầng ổ, nè cám một sợi. Okay. Example, she has three children. She has three children. Cứ những ai bà hai nó cũng hai bị cảm xúc. She scored mà vì she has scored nữa. Ở phần thiên sĩ cái đồ từ đã has mà have với nó. Ở được sao từ việc bỏ ra thì bây ai phải chọn nào? Giống she has scored. She scored three children. Rồi có she has scored three children. Trong một hai vì cảm xúc nữa. Nếu miền cầu anh với bảy nè trên tới. Một tiết she he has blonde hair. He has blonde hair. Cái blonde hair sọ của tượng đài nè, còn miền sọ của tượng đài. Because he's got blonde hair. Okay. Sometimes have plus noun expresses an activity. Trong cá have plus noun vừa lại tra bằng hai vị cảm sau đây vừa bằng hai vị cảm một hiệp nè, cảm một hiệp đối chia I have a show. I have a shower every day. I have a shower every day. Nhóm ngoài này nhóm mà đặt nhóm miền tắc đây cứ bài đặt nhóm mùi tắc riêng đó ngày nên riêng đó ngày. Cái này chưa mình ta have got thì ta tại have thì đó. Mình anh vậy tha I have got a shower every day chẳng bàn thì nhé. Học bàn thì cái này thì như ta bàn tay have thì. Thế. Ở cùng trang lập cả postna with omni.